anh tới Đắk Nông để định cư cùng một số người Hờ Mông khác. Tại đây thì gia đình của ông đã tìm mọi cách để giữ đạo bằng bằng cách đó là lập nên chi hội Thánh Tin Lành Bụi Tre, và đây là tổ chức tôn giáo đã được nhà nước Việt Nam thừa nhận vào năm 2006. Ông chấp sự Hoàng Văn Quạ và ông Hoàng Văn Ngài là hai người anh ruột của anh Hoàng Văn Tá. Biết rằng Việt Nam có ác cảm với Cơ Đốc giáo nói chung, và đặc biệt là các nhóm Cơ Đốc giáo vẫn còn độc lập, không chịu nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền. Gia đình vẫn hy vọng rằng chính quyền địa phương sẽ khoan dung cho một hội thánh và tuân thủ pháp luật. Nhưng mà thật không may họ 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 đã sai. Thì vào năm 2013, gia đình của anh có trong đó thì đều là anh em ruột phải bị rất là nhiều nhiều sự 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 áp bức của chính quyền, và họ bị triệu tập tới đồn công an để về cái vấn đề đó là hoạt động tôn giáo của họ ở trong cái hội thánh Bụi Tre. Và những người phụ nữ ở trong cái cộng đồng này bị làm nhục, và những người đàn ông thì bị đánh đập nhằm ép họ tự tự khai nhận là hội thánh Bụi Tre hoạt động trái pháp luật. Chỉ sau 3 ngày đánh đập thì anh Hoàng Văn Ngài là anh trai của anh Hoàng Văn Phá đã bị tử vong ngay tại đồn công an. Sau đó thì thành viên gia đình của ông đã phải lẩn trốn sang Thái Lan để tị nạn. Sau đây thì tôi xin mời anh Hoàng Văn Phá nói thêm về hội thánh Bụi Tre với lại sự việc xảy ra trong cộng đồng của anh. Xin mời anh ạ. Hội Thánh Tin Lành Bụi Tre ra đời và phát triển là nhờ thưa quý vị, Hội Thánh Tin Lành Bụi Tre ra đời và phát triển là nhờ công sức của 600 tín đồ Hờ Mông, trong đó có công rất lớn của anh Hoàng Văn Quả, người quản nhiệm Hội Thánh, và anh trai Hoàng Văn Ngài. Hội Thánh Tin Lành của chúng tôi tuân thủ theo pháp luật, nhưng nhà nước Việt Nam vẫn tìm mọi cách để kiểm soát và thao túng mọi hoạt động của chúng tôi. Họ tìm mọi cách ép buộc chúng tôi phải tham gia vào những tổ chức tôn giáo mà họ chỉ định. Vào năm 2013, sau khi anh Ngài hướng dẫn một hội trưởng của Hội Thánh Tin Lành CME từ Hoa Kỳ và đưa ông này đi thăm các hội thánh của người Hờ Mông và người Thượng ở Tây Nguyên, chính quyền bắt đầu nghi rằng chúng tôi có dính líu một số tổ chức phản động ở nước ngoài. Các thành viên trong gia đình chúng tôi đã bị chính quyền bắt về đồn công an để làm việc với lý do ngụy tạo là phá rừng. Nhưng chúng tôi chỉ làm giấy và có ý định mở mang một hội thánh mới nơi đây cho người Hờ Mông. Người đánh chết anh Hoàng Văn Ngài là công an viên dưới quyền chỉ đạo của ông Lê Mạnh Nam, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Gia Nghĩa. Ông Trần Đăng Tùng và ông Lê Mạnh Nam chỉ bị phạt tù án treo. Dù được trả tự do nhưng những người gia đình chúng tôi vẫn bị chính quyền đe dọa khống chế việc mưu sinh. Do đó, cả gia đình chúng tôi với 30 thành viên phải chạy trốn sang Thái Lan xin tị nạn. Cảm ơn anh Bá. Xin hỏi anh Ý Thức Hà Đức và Mục Sư A Ga, thì hai vị có muốn chia sẻ một chút về tình trạng nghi tự do tôn giáo ở Việt Nam hay không ạ? Xin mời anh Ý Thức nói trước ạ. Về phần gia đình của tôi thì bố của tôi thường là cậy một mình. Thường ngày thì mẹ tôi thường mang đồ ăn lên cho bố, nhưng khi mà bố lên khi mà mẹ lên đem đồ ăn cho bố, thấy bố ở đâu nữa, thì lúc ấy bố bị mất tích. Bố mẹ và
cùng người bạn cũng như hàng xóm đi tìm kiếm thì cái xác của bố bị treo được nằm trên cái cây tre. Thi thể của ông có những dấu hiệu của sự tra tấn, chính quyền không tin tưởng cho các hội thánh tư gia độc lập, đặc biệt là khi họ đã nhiều lần ép buộc cha mẹ tôi tiếp tục tôi để trở về Việt Nam để họ bắt, nhưng gia đình của tôi biết rằng họ sẽ bắt bớ một cách nặng nề nên họ đã nói cho tôi không quay trở lại để khỏi bị bắt bớ. Tôi xin được lần thứ vâng, xin cảm ơn là anh Thích và chị là ơn tất cả quý vị đã có mặt hai và được thực hiện muốn chia sẻ một cái mà cô cô đã đón gặp quý vị không biết ạ. Của tôi thì tôi xin giới thiệu một chút về đây. Tại sao đây? Đây cũng có là một ghế, một ghế trống. Thật ra thằng cái ra thằng này cũng mặc nhưng rất tiếc thì chính quyền đã tấn tấn cũng và không riêng chính quyền tấn cũng không bảo toàn thể không làm của cái này này đây. Và bây giờ tôi xin chia sẻ cho quý vị, tôi muốn chia sẻ cho quý vị biết về tình cảnh thứ tự do tôn giáo của lễ hội thánh của chúng tôi là hội thánh của Tây Nguyên là tạo ra những chuyện gần đây nhất Việt Nam và những cố gắng giúp nghề những người ủng hộ về tự do tôn giáo. Một số ả đảo của hội thánh chúng tôi đã bị ngăn chặn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Công an của khẩu nói rằng ông ấy đã bị cấm xuất cảnh Việt Nam và không muốn cho ông được có hội thánh tự do tôn giáo năm nay. Vâng, về vấn đề của tôi, sau nhiều lần tôi bị giam giữ và hơn 40 lần bị làm việc thẩm vấn của công an, tôi đã trốn sang Thái Lan vào tháng 3 năm 2013. Sau khi công an và dân quân tổ chức vào nhà tôi và lùng bắt tôi, kể từ đó tôi trở đi, tôi đã báo cáo cho quốc tế nhiều vụ đàn áp đối với nhiều tôn giáo hội thánh của Tây Nguyên. Vào năm 2018, vợ con tôi và tôi được Hoa Kỳ cho nhập cảnh định cư nào. Tôi từ đó tôi vẫn tiếp tục phục vụ công dân của Chúa ở tại Việt Nam và toàn thế giới. Xin cảm ơn mục sư ạ. Xin cho hỏi mục sư thì liệu mục sư có biết là ngày hôm nay chúng ta có khoảng bao nhiêu người Tây Nguyên tới tham dự cái hội nghị này hay không ạ? Dạ vâng. Phái đoàn của North Carolina của chúng tôi gồm có 10 người, kể cả vợ chồng tôi, cầu chức viên và chủ tịch hội đồng là 2 người cùng nữa. Người thường chúng tôi tham dự hội nghị này vì chúng tôi muốn hướng dẫn cho dân tộc Việt Nam có thêm tự do tôn giáo. Trong quá trình thành lập các hệ phái tin lành cho đến nay, chúng tôi luôn bị đàn áp rất nhiều các bỡ đỡ đánh đập giam giữ vì những tự do tôn giáo riêng của mình. Chính quyền thực sắc nhiễu theo dõi và tiếp tục nhằm vào tất cả những người Việt Nam thực thi quyền tự do tôn giáo thực sự, đặc biệt là những người thường như tôi hiện có gần 700 người trong số 2.000 người Việt Nam đang là vậy thì xin mục sư cung cấp một số thông tin cụ thể mà liên quan đến hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên mà mục sư đang có hoạt động chung được hay không ạ? Trên thực tế, công an đã và đang uy hiếp các hội thánh tại gia của chúng tôi ở các tỉnh Con Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Phú Yên. Họ buộc chúng tôi rời khỏi hệ phái của mình mỗi khi họ tham vấn tại đồn công an hoặc tại nhà của chúng tôi. Họ đe dọa sẽ bắt nộp số tiền phạt rất lớn hoặc bỏ tù nếu chúng tôi không tham gia các phải thức dân do nhà nước kiểm soát chặt chẽ hoặc nếu tiếp tục liên lạc với tổ chức nhân quyền bên ngoài để học về luật Việt Nam, luật quốc tế, quyền tự do tôn giáo, vân vân. Đặc biệt trong 17 tháng qua, họ gia tăng đàn áp vì họ không muốn cho chúng tôi báo cáo lên Liên Hợp Quốc biết các vi phạm của họ. Tôi xin nhấn mạnh rằng chính quyền không gửi thông tin ra nước ngoài và đe dọa dùng luật an ninh mạng và luật hình sự để phạt hành chính và tù hoặc còn kích động thành phố vu cáo những mọi người xấu về các hội thánh độc lập Tây Nguyên qua mạng xã hội Facebook. Tôi xin bổ sung một xíu, những vi phạm này thì là hoàn toàn đi ngược lại với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với Liên Hợp Quốc. Ở Hiến pháp Việt Nam và
và luật tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam. À, xin mục sư nói rõ hơn về cách chính quyền dùng luật tín ngưỡng tôn giáo. Vâng, tôi xin nói thêm, trong điều 5 của luật tín ngưỡng tôn giáo không có khoản nào cấm sinh hoạt tôn giáo khi hệ phải chưa đăng ký sinh hoạt hoặc chưa được công nhận. Ở trong điều 5, các hành vi dị nghiêm cấm thì có nhiều khoản cấm khi sử dụng lý do tín ngưỡng tôn giáo xâm phạm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, vân vân. Vậy thì Vicky muốn biết là liệu mục sư Aga với lại ông Hoàng Văn Bá hai vị có nhận xét gì thêm về việc này và để chia sẻ với 1.000 người tham dự cái buổi luận ngày hôm nay không ạ? Được rồi. Tôi rất mong quý vị can thiệp và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thực thi những điều trong công ước của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo hay niềm tin của người dân. Xin mời sự bổ sung của anh Hoàng Văn Bá. Vâng, thưa quý vị, chính phủ Việt Nam rất khác với các hội thánh tư gia độc lập ở các tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên. Tôi nghĩ những người hàng mong theo đạo cơ đốc ở Việt Nam cần tìm hiểu về luật pháp quốc tế và luật Việt Nam, đồng thời kết nối nhiều hơn với các phái đoàn ngoại giao phương Tây và các nhóm tôn giáo khác tại Việt Nam. Tôi xin hết. Ở đây thì mình cũng có anh Tiến. Anh Tiến có muốn nói thêm về cái này được không? Tôi muốn nói thêm rằng là một số cộng đồng quốc tế, tổ chức trong cộng đồng quốc tế thì đang cung cấp một số khóa học trực tuyến rất hay về quyền của công dân Việt Nam theo quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo, cũng như là hiến pháp và cũng như là các công ước quốc tế. Thì những cộng đồng ở Việt Nam cũng cần phải tham gia để mà học. Vì học những cái này không có gì là sai pháp cả, nhưng mà chúng tôi huấn luyện cho họ hiểu rõ cái quyền của họ đối theo nghị luật của Việt Nam, nhưng chưa phải hiểu rõ của Việt Nam, đúng không ạ? Và công ước quốc tế thì Việt Nam cũng đã ký năm 1982, Việt Nam công nhận là dân bản địa, Việt Nam phải tuân thủ cái đó, hoàn toàn không có gì để chúng ta tuy rằng công an học rất là kẹt lắm. Nói cái đó là khi mình nộp báo cáo thì mình quốc sức mạnh của học luật Việt Nam để học về những cái công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký, tại sao chúng ta về thì gì cái anh và tôi vì có một người mông nữa đáng lẽ tham gia và tôi định phải nói một câu nhưng mà vì người đó không nói được, tôi xin đại diện mình mông đó. Thì người mông đó nói rằng: tôi tin rằng những người Mông trẻ tuổi thế hệ của tôi có vai trò lớn trong việc vận động cho tự do tôn giáo ở Việt Nam, và những người Mông trẻ cần được đào tạo về các chủ đề mà chúng ta vừa nói. Tôi cũng tin rằng những người thượng trẻ, những người cao đẳng trẻ, những người công giáo trẻ, những người Phật giáo trẻ cũng phải như thế. Cần phải có thời gian và nhiều nỗ lực để thành công được. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua sự đào tạo nếu chúng ta muốn đạt được kết quả tích cực cho người Mông, người thượng theo Cơ Đốc giáo, cho người Phật giáo, người cao đài, người Phật giáo hòa, tất cả những người muốn có tự do tôn giáo khác. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Tiến. Từ lúc nãy tới giờ thì chúng ta vẫn chưa nghe về sự trình bày hay đề cập của mục sư Vàng Chí Minh. Thì Becky muốn hỏi mục sư Vàng Chí Minh về vấn đề tự do tôn giáo của người Hờ Mông ở Việt Nam, ở trong cái cộng đồng của mục sư thì như thế nào ạ? Xin chào buổi sáng, kính thưa quý vị, tôi tên là Vàng Chí Minh, là một người Mông từ Việt Nam sang. Tôi rất hân hạnh được chia sẻ và vấn đề tôn giáo của người thiểu số và người Mông ở Việt Nam cho quý vị biết. Vấn đề tôn giáo của người Mông Việt Nam ở Việt Nam có khoảng hơn một triệu người Mông sinh sống chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, tiếp giáp với Trung Quốc và Lào. Đây là một sắc dân thiểu số mang bản chất văn hóa độc đáo
vào những năm 1980. Người Mông tiếp nhận đạo Tin Lành và đến nay hầu hết mọi người đều theo đạo này. Chính sách tiêu diệt tôn giáo của nhà nước Việt Nam vào đạo Tin Lành của người Mông được chia làm hai giai đoạn quan trọng. Từ năm 1986 đến khoảng năm 1912, tấn công trực diện nhân không cho người Mông có đạo, nhưng người theo đạo bị đốt nhà, tiệt thu giấy tờ tùy thân, bị đổi ra khỏi bạc làng. Các nhà nguyện cũng bị đốt, bắt hầu của hàng chục ngàn người Mông phải di cư khỏi nơi cư trú trong tình trạng không giấy tờ tùy thân hoặc là vô quốc tịch. Nhiều chục năm, khoảng từ năm 2012 cho đến nay, trước ép buộc người Mông chỉ đưa được sinh sống, chỉ sinh hoạt tôn giáo trong hai tổ chức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Sau những ngăn cấm, người Mông theo đạo không thành nhà nước Việt Nam, buộc phải thay đổi phương thức. Họ dù hai tổ chức tôn giáo đã lúc đoạn thành công là công cụ để quản lý những người Mông theo đạo cho đến nay, giết nhiều điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo của người Mông, có tới hàng trăm tín đồ như họ không được phép sinh hoạt riêng theo văn hóa trực của người Mông. Họ chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là trở thành điển sinh hoạt tôn giáo trực thuộc hai tổ chức mới trên. Ngoài những hiệu quả trên, trong hơn 30 năm qua còn có khoảng 400 trực sắc thầy truyền đạo và tín đồ bị nhà nước Việt Nam bắt tù giam. Mục tiêu của người Mông Việt Nam trong 5 năm tới, đòi nhà nước Việt Nam phải cắt lại giấy tờ tùy thân cho tất cả những người Mông vô quốc tịch ngay chính quê hương của mình. Ít nhất khoảng 300 là người Mông chưa có giấy tờ tùy thân, đòi nhà nước Việt Nam phải tôn trọng quyền được sinh hoạt tôn giáo độc lập trong các tổ chức của riêng mình, chấm dứt mọi quan hệ ép buộc với hai tổng hội đã bị nhà nước Việt Nam dù làm công cụ quản lý trách mình trách kỷ. Mục tiêu kỳ vọng trong 5 năm tới thành lập được các dân tộc thiểu số có tổ chức tôn giáo riêng, tiến tới mục tiêu 5 năm tiếp theo có thể thành lập được cho các tổ chức mới để các tổ chức dân tộc thiểu số mới để bất cứ tín đồ nào cũng có thể sinh hoạt trong hội thánh mình muốn. Vận động nhà nước Việt Nam xóa án và trả tự do cho những tù nhân tôn giáo người Mông. Các bước tiếp theo cũng phải làm thành lập các nhóm rối ở trường địa phương có đồng ý tín đồ tham đạo, bồi dưỡng kiến thức tôn giáo và nhân quyền cho thành viên nhóm rối đó, có thể đối thoại với chính quyền và viết báo cáo quốc tế về tự do tôn giáo. Chúng tôi cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, các tổ chức nhân quyền huấn luyện chúng tôi phương thức đối thoại pháp lý để đòi lại giấy tờ tùy thân. Hiện nay tổ chức EDF International đã giúp cho được hơn 700.000 người chúng tôi ở tỉnh Lâm Đồng có được giấy tờ tùy thân trở lại sau 30 năm vô quốc tịch.
Chúng tôi mong IDF mở rộng dự án và hy vọng các tổ chức khác cũng tham gia với IDF để giúp đỡ chúng tôi. Các chính phủ phương Tây liên tiến và trung gian hoàn giải cho chúng tôi với chính quyền Việt Nam để chúng tôi được tự do lập hội thánh của riêng mình, tiền trợ tài chính thiết bị của các nhân và các tổ chức cho chúng tôi. Nếu quý vị quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi, xin ký sổ ghi nhớ này vào cho phép chúng tôi liên lạc trong tương lai. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua các phương thức sau đây. Là một gia đình rất là đặc biệt cho tôi, hôm nay tôi muốn chia sẻ thêm là anh Hoàng Văn Bá, là một vụ đau lòng cho cả nước Việt Nam, đồng bào dân tộc Mông chúng tôi. Bởi vì chúng tôi thấy Hoàng Văn Ngài bị giết chết trong phòng công an, và không chỉ Hoàng Văn Ngài, đã có nhiều người bị giết chết ở trong phòng công an, là một cái đau lòng cho những người hiểu biết, nói riêng là dân tộc Mông chúng tôi. Tôi hy vọng tương lai các bạn trẻ, người Mông, người Thượng, dân tộc Việt Nam chúng tôi sẽ thay đổi về cái hướng để đối thoại với chính phủ Việt Nam. Hôm nay tôi rất là vui anh Hoàng Văn Bá đã đến tại Hoa Kỳ, gia đình tại Hoa Kỳ. Đó là tôi tin rằng đó là một cái hướng cưng để soi với chính phủ Việt Nam, họ thấy cái hướng làm của họ có đúng hay không. Thưa quý vị, tôi xin trình bày, tôi tin rằng hôm nay có nhiều người Mông nó quan sát về livestream, có thể tôi nói được là tiếng Mông vài câu sau đây. Giáo hội thượng vì công lý Mountains and for Justice cũng tích cực ở rất là nhiều trong bình thường tham dự các lớp học tôi đến online thì những em chỉ vừa nói từ nãy thì chúng ta bắt đầu có biết rằng cái kết quả do ý thức này tạo ra cho chúng ta để chúng ta có thể đối phó lại với những người mà không có thực thi luật pháp mà họ đã cam kết với quốc tế cũng như luật pháp Việt Nam. Chị Bất Kỳ, tôi biết rằng chị rất là bận rộn để giúp đỡ cộng đồng người Mông tại nhau và người thường xin cảm ơn Nhị Phích. Có thể thì toàn bộ chúng ta ngồi trong phòng này cũng đều theo dõi cái kênh nhà báo của đài VOA tiếng Việt. Thì vào cái ngày mùng 2 tháng 6 năm 2022 thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng chính quyền Việt Nam rất nhiều các tín đồ thuộc các nhóm tôn giáo độc lập. Thì đài VOA có đưa tin về cái phúc trình này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố phúc trình về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam năm 2021. Thì trong đó có ghi nhận sự sách nhiễu liên tục của chính quyền đối với các nhóm tôn giáo độc lập và các nhóm không được nhà nước công nhận. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu với sự hiện diện của đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế, ông Rashad Hussain. Ở Việt Nam, ông có nói ở Việt Nam chính quyền sách nhiễu các thành viên của các cộng đồng tôn giáo chưa đăng ký. Báo cáo viết về Việt Nam có đoạn trong đó nói là trong suốt năm qua chính quyền Việt Nam không công nhận bất kỳ tổ chức tôn giáo nào mới cả. Một số thành viên của nhóm tôn giáo tiếp tục báo cáo rằng một số chính quyền địa phương và chính quyền tỉnh đã sử dụng việc không tuân thủ các thủ tục đăng ký để bắt buộc sự trì hoãn và gây khó khăn và đàn áp các hoạt động tôn giáo của các nhóm chống lại sự quản lý chặt chẽ của chính quyền đối với vai trò lãnh đạo của các chức sắc, giảng dạy giáo lý và các hoạt động khác. Anh Hoàng Văn Bá và Mục sư Ga, anh Yves Harup và Mục sư Vàng Chí Minh cùng với anh Tiến. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ về thông tin trong một cái buổi tham dự hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo năm 2022 này tại Washington DC. Bây giờ thì chúng ta cũng không có còn nhiều thời gian, nhưng mà chúng ta vẫn còn khoảng dưới 10 phút để có thể nhận được cái câu hỏi từ quý vị đang lắng nghe dưới khán đài. Xin mời nếu ai có câu hỏi.
cho các thanh lượng viên của mình. Tôi rất vui mừng gặp được các anh chị dân tộc thiểu số và các anh chị một tay nhà Hờ Mông. Chúng tôi là người ở đi nước Mỹ rất lâu, thành ra tôi có thấy có nhiều cái sự xảy ra trong thế giới, nhất là nước Việt Nam mình, đối với những người Tây Nguyên. Trong thời gian mà tôi ở đây đó, lúc sau này đó, có một nhóm Hờ Mông rất nổi tiếng của nước Mỹ, có chị được thắng giải vàng hả, trong cái vận động quốc tế mới vừa rồi. Thành ra tôi có cái câu hỏi là các anh chị có tham gia và liên lạc với những người Hờ Mông đã sống rất lâu tại nước Mỹ chưa? Có ai có thể liên lạc để nói chuyện, liên kết với họ? Cô có thể direct the question to someone. Nói thực sự ra là người Mông Việt Nam tới Hoa Kỳ, tôi là người Mông tới đầu tiên. Đa số người Mông Hoa Kỳ là từ Lào tới, bởi vì là cái cuộc chiến tranh 1975. Đối với người Mông Hoa Kỳ với lại người Mông Việt Nam thì nó cách rất là xa, thì nó rất là khó vận động, bởi vì họ tin rằng những người Mông Việt Nam là cộng sản, thì họ lo sợ. Bất cứ mình đi vào trong nhà thờ chia sẻ, họ cũng không muốn nghe, bởi vì họ tin rằng là những người này là những người lợi dụng chính phủ Việt Nam nó đưa sang Hoa Kỳ để lợi dụng những người Mông Hoa Kỳ. Vì vậy tôi đã vận động với người Mông từ trên 10 năm đây, tôi không được một người nào để quan tâm đến cộng đồng người Mông Việt Nam. Cho đến năm 2016, tôi có thể không có hướng nào đi. Tôi mới liên lạc với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Tôi mới vô vào cộng đồng người Việt. Thì cộng đồng người Việt nó vô tay vào giúp với cộng đồng người Mông Việt Nam, nó mạnh hơn với cộng đồng người Mông Hoa Kỳ. Bởi vì đối với người Mông Hoa Kỳ, tôi không phải nói chia rẽ, tôi nói sự thật. Bởi vì họ tin rằng những người từ Việt Nam sang hoàn toàn là tay sai của chế độ cộng sản. Cho nên họ rất là lo sợ. Bởi vì như vậy là chúng tôi rất là vui anh em cộng đồng người Việt mở rộng cho chúng tôi để vô vào cộng đồng người Việt để nắm tình hình đối với người Mông chúng tôi ở Việt Nam. Điều này là cái chính để tôi cảm ơn mục sư. Cái câu hỏi thứ hai là các anh trẻ, anh chị em trẻ, tôi thấy tới đây rất là một cái hy vọng lớn cho cái cộng đoàn của anh chị. Thành ra tôi kêu gọi các anh chị nên sống hòa mình với người Mỹ nhiều hơn hả. Tại vì chúng tôi đã tổ chức những cái lớp học Anh văn, tôi dạy Anh văn cho các anh chị từ ở Việt Nam qua trực tuyến hả, hay là trên online. Chúng tôi rất vui mừng được giúp đỡ các anh chị trên vấn đề học tiếng Mỹ. Tại vì mình ở đây hay là mình ở trong nước Việt Nam, mình cũng cần hiểu để thấy rõ cái tình hình của thế giới. Có những người luôn giúp đỡ anh chị. Tôi không biết anh chị có xin bổ sung cái phần phát biểu của cô Loan. Để nói về cái lớp học tiếng Anh cho người tị nạn đó, thì như cô Loan nói là Becky cũng là người ED đang tị nạn ở Thái Lan. Khi mà sắp xếp chương trình học tiếng Anh online cho người tị nạn để mình chuẩn bị cho họ một cái kiến thức nhất định về tiếng Anh đó, thì đa số những cái giáo viên mà tình nguyện dạy tiếng Anh cho người tị nạn, người thượng hay người Hờ Mông đó, toàn là người Việt, mình nói là người Kinh đi ở Mỹ này, họ tự nguyện họ dạy chứ mình không thể nào mình tìm ra, ví dụ như là người Hờ Mông dạy người Hờ Mông, mình cũng không tìm ra là người thượng từ Mỹ dạy cho người thượng ở Việt Nam được. Cho nên là bây giờ mình cũng đã hết giờ rồi ha. Xin cảm ơn toàn thể mọi người đã tham gia. Và nếu mà có câu hỏi hay gì đó thì chúng ta có thể nói chuyện bên ngoài. Xin chào ạ.